Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về có bao nhiêu số lẻ có một chữ số. Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về số có một chữ số trước, sau đó mình nói về số lẻ, được chưa? Thì số có một chữ số mình lấy ví dụ nha, ví dụ 3, được chưa? 3 được gọi là số có một chữ số. Cái cách thứ nhất đó là các bạn đếm nhìn vô 1, được chưa? Vậy là đếm. Cách thứ hai các bạn có thể dựa vào là số hàng của nó. Thì số 3 này chỉ có duy nhất một hàng, đó là hàng đơn vị. Ok chưa? Đó gọi là số của một chữ số. Vậy số của một chữ số gồm có những số nào? 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, đúng không ạ? 10 đúng không ạ? Không, bởi vì có hai chữ số 1, 2 nên không được. Vậy số có một chữ số là từ số 0 tới số 9, được chưa? Vậy trong dãy số này thì số nào là số lẻ? Cái định nghĩa số lẻ là sao? Số lẻ là khi các bạn lấy bắt cặp, ví dụ như số 1 nha. Số 1, rồi, số 1 là số lẻ vì các bạn bắt cặp đi. Một que có bắt cặp được không? Không, vậy là còn dư 1 mà. Vậy là 1 chính là số lẻ. Tiếp tục, số 3. Số 3 có phải là số lẻ không ạ? 1, 2, 3. Rồi, bắt cặp cứ hai que thành một cặp thì các bạn còn dư một que nè, được chưa? Khi bên trái còn dư một que thì số đó gọi là số lẻ, được chưa? Tương tự số 5 cũng vậy, số 7 cũng vậy, và số 9, được chưa? Đó. Vậy số lẻ có bao nhiêu số lẻ có một chữ số gồm 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và 5. Vậy có 5 số lẻ có một chữ số. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.